chùa Đại Nhật Như Lai, Đại lễ Vu Lan năm 2016, Phật lịch 2560. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Vào lúc 10 giờ 30 sáng ngày 27 tháng 8 năm 2016, Đại lễ Vu Lan được trang trọng cử hành tại chùa Đại Nhật Như Lai, thành phố San Jose, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Trong ánh nắng nhẹ chan hòa, chùa Đại Nhật Như Lai nổi bật với nhiều màu cờ sắc áo rực rỡ. Đây cũng là sự phát tâm của các đạo hữu. Họ đã chuẩn bị tất cả mọi việc từ nhiều tuần qua thật chu đáo và kỹ lưỡng. Chúng tôi có mặt tại chùa vào lúc 10 giờ, nhưng đã thấy có rất nhiều Phật tử đến từ rất sớm. Ai may mắn cài trên ngực bông hồng màu đỏ thì hãy làm trọn chữ hiếu của một người con, cài bông hồng màu trắng để tưởng nhớ về cha, về mẹ. Cũng như mọi năm, với sự tham dự chứng minh của chư tôn đức giáo phẩm cùng các đạo hữu Phật tử, những ngày tháng 7 âm lịch, ngày lễ hội của tình người, nhà lại nhà, dù có đi đâu, ở đâu, hay làm bất cứ việc gì, chúng ta dành một chút thời gian, nghe một bài kệ hay một câu kinh để cùng cảm nhận tình thương yêu vô bờ bến của cha và của mẹ. Dù bận đến đâu, cũng cẩn trọng sắp mâm cỗ đầy, thành kính dâng tặng tổ tiên, để những người làm con có dịp thể hiện tấm lòng mình đối với những người làm cha, làm mẹ. Đúng 10 giờ 30 phút sáng, nghi thức cung nghinh chư tôn rước tôn giả Mục Kiền Liên. Lễ Vu Lan bắt nguồn từ sự tích về lòng hiếu thảo của Mục Kiền Liên, vốn là một tu sĩ khác đạo. Mục Liên đã quy y trở thành một đệ tử lớn của Phật và được liệt vào hạng thần thông đệ nhất trong hàng đệ tử của Phật. Sau khi đã chứng quả A-la-hán, Mục Liên nhớ về mẫu thân, bèn dùng huệ nhãn nhìn xuống cõi khổ và thấy mẹ mình bị đọa vào kiếp ngạ quỷ nơi địa ngục A Tỳ. Nhìn mẹ thân hình tiều tụy, đói không được ăn, khát không được uống, Mục Liên vận dụng phép thần thông đến với mẹ và dâng cơm cho mẹ ăn. Nhưng ác nghiệt làm sao, những hạt cơm cứ gần tới miệng mẹ thì bỗng hóa thành lửa. Mục Liên trở về bạch chuyện Đức Phật, xin được chỉ dạy cách cứu mẹ. Phật cho Mục Liên biết, vì nghiệp chướng của các kiếp trước mà mẹ ông phải sinh vào nơi ác đạo làm loài ngạ quỷ. Phật dạy, một mình Mục Liên thì vô phương cứu mẹ, mà phải nhờ đến uy đức của chúng tăng khắp nơi đồng tâm hiệp ý cầu xin cứu rỗi mới được. Sau phần rước tôn giả là phần chào cờ Mỹ, Việt và Phật giáo. Thầm thầm nói, đứng lên khắp nơi trong ngôi, đồng lòng cùng đi, hy sinh chiến vì chân tâm. Sao Việt Nam không nhất tâm mang sông từ đây, một lòng sau nghi thức chào cờ là phần giới thiệu chư tôn giáo phẩm và quan khách. Cùng chư tôn đức giới thiệu thành phần chư tôn đức tăng ni tham dự và quan khách hôm nay. Trước hết
chúng con xin quay đầu thành kính giới thiệu Hòa thượng Thích Viên Thành, viện chủ thiền tịnh đạo tràng San Diego, California. Chúng con xin quay đầu thành lễ thành kính giới thiệu Hòa thượng Thích Thông Đạt, chủ tịch Hội đồng Giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất UBCD, viện chủ chùa Đại Nhật Như Lai, San Jose, California. Chúng con xin lễ đọc bản lễ cung kính giới thiệu Hòa thượng Thích Đức Niệm, chùa Ưu Đàm. Chúng con xin thành kính giới thiệu Hòa thượng Tọa Thích Minh Nguyện, chú trì chùa Phước Sơn của Esco. Chúng con xin thành kính giới thiệu Thượng Tọa Thích Từ Đức, tu viện Kim Sơn. Chúng con xin thành kính giới thiệu Đại Đức Thích Linh Nhẫn, niệm Phật đường Freeman. Chúng con xin thành kính giới thiệu Đại Đức Thích Lệ Tịnh, chùa Ưu Đàm. Chúng con xin đưa đầu lễ thành kính giới thiệu Sư bà Thích Nữ Nguyên Thanh, phó chủ tịch nội vụ Hội đồng điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống UBCD, viện chủ chùa An Lạc, San Jose. Chúng con xin thành kính giới thiệu Sư bà Thích Nữ Tịnh Thường, tổng vụ trưởng tổng vụ Hoàng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất UBCD, viện chủ chùa Thường Quang Tịnh Thất, Sacramento, California. Chúng con xin thành kính giới thiệu Sư bà Thích Nữ Pháp Như, chùa An Lạc. Chúng con xin thành kính giới thiệu Thích Nữ chùa Bửu Lâm, Long Hải, Việt Nam. Về phần quan khách, chúng tôi xin giới thiệu Đạo hữu Giác Trơn Đỗ Quang Hưng, chủ tịch Hội đồng đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất UBCD. Chúng tôi xin thành kính giới thiệu Đoàn cựu huynh trưởng Bền Huyền Quang, San Jose. Chúng tôi xin thành kính giới thiệu Đoàn cựu huynh trưởng Bền Huyền Quang, Sacramento. Hai đoàn cựu huynh trưởng cũng là thành viên của Giáo giáo Việt Nam Thống nhất UBCD. Tôi xin trân trọng giới thiệu toàn thể quý vị Phật tử hiện diện hôm nay trong buổi đại lễ Vu Lan Phật tử 2560. Hòa thượng Thích Thông Đạt, viện chủ chùa Đại Nhật Như Lai, đọc lời khai mạc đại lễ Vu Lan Phật lịch 2560. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chư đại Bồ Tát, chư hiền thánh tăng. Nam mô Đại Hiếu Mục Kỳ Liên Bồ Tát. Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, kính thưa liệt quý vị, Vu Lan là một tháng hội mùa báo hiếu, hàm tàng ý nghĩa cứu quốc giải khổ, giải thoát cho những nỗi thống khổ triền miên nơi u đồ hay chỗ trần gian này của những vị đã có công sinh thành giáo dưỡng đối với chúng ta. Trong tinh thần từ bi rộng lớn bao la, sự thanh trần thể hướng của cuộc đời. Hòa thượng Thích Đức Niệm lên ban thời pháp những mùa lễ Vu Lan. Ngày lễ Vu Lan báo hiếu không những là ngày truyền thống của Phật giáo, mà cái ngày báo hiếu của tất cả Phật Việt Nam nói chung. Chúng tôi xin muốn chia sẻ đôi điều về nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ Vu Lan. Trước hết, như quý vị đã biết, ngài Mục Kiền Liên là một trong những vị thiện lớn, thiện tử lớn của Đức Phật. Ngài tu chứng lục thông, trong đó có là tha tâm thông và thần túc tông. Và sau khi tu chứng được đạo quả như vậy, thì ngài nhớ mẹ, tưởng nhớ công đức sinh thành dưỡng dục của mẹ, công lao dưỡng dục của người cha. Cho nên ngài thiền định và thấy rằng người mẹ của mình sinh tiền được làm nhiều điều ác, nhiều điều không tốt, cho nên sau khi mất mẹ của mình đọa vào địa ngục.
từ cái tấm lòng thương nhớ mẹ đó, ngài mới bằng thần thông xuống địa ngục để thăm mẹ, thì thấy người mẹ đó khác. Khi đó ngài mới về đem cơm dâng cho mẹ để bắt cơm. Khi mà bắt cơm được người mẹ nhận rồi, thì người mẹ do lòng tham cho nên sợ là những cái người bị đó, những con bị đó khác đến dành thức ăn, cho nên tay phải thì cầm, tay trái cầm bát cơm, tay phải che bát cơm lại. Khi mà cái lòng tham nổi lên thì bát cơm hóa thành than lửa. Từ đó ngài lên thành Phật. Bây giờ muốn làm sao để cứu của mẹ mình ra khỏi địa ngục, ra khỏi cảnh khổ, thì Đức Phật kể rằng mỗi người có một cái nghiệp nhân và cái nghiệp, khi đã gây cái nghiệp rồi thì không cá nhân nào mà có thể là sâu. Hòa thượng Thích Đức Niệm, sư bà Thích Nữ Tịnh Thường lên tuyên đọc thông bạch Vu Lan. Sở vượt qua khổ nạn và cho tất cả Phật giáo đồ hiện đang dọn mặt tinh tiện và khuyên nền đạo pháp và tồn tại trên quê hương hơn 20. Sư bà Thích Nữ Nguyên Thanh chia sẻ chư tôn đức chứng minh. Lắm lẽ thánh tuế, chư tôn đức tâm đi một túi hạ. Các Phật tử làm được gì hôm nay đang làm, đừng hẹn ngày mai. Sau cùng là lời cảm tạ của đạo hữu Nhất Chánh, ban hộ trì Tam Bảo. Tôi xin cầu chúc quý vị quan khách cùng đồng hương Phật tử thân tâm cùng an lạc, thăng tiến sự nghiệp. Chúng tôi quý mong quý ngài quý vị những tình hoan hỷ có những điều sơ sót trong hồi xuân hôm nay. Nam mô từ hoan hỷ Bồ Tát Ma Ha Phật. Hai bạn đang thực hiện thiền tâm. Hoa hồng vàng dành cho tu sĩ, thay vì cài bông hồng đỏ hoặc trắng để chỉ cho cha mẹ hiện tiền. Việc đó rất là đúng, hợp với trời đất. Nhưng người tu sĩ còn có cha mẹ rộng hơn, lớn hơn, cao cả hơn. Đó là tất cả chúng sinh. Vì thế, cài bông hồng vàng để rõ lý tưởng cao quý này. Vì sao là bông hồng vàng? Theo đạo Phật, màu vàng là màu của giải thoát như vô thượng phước điền y. Màu vàng còn là màu của tuệ giác, tượng trưng cho sự buông bỏ, xả ly, không chấp thủ và thành tựu giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý khán thính giả và đồng hương Phật tử. Tôi là cư sĩ Nhật Minh Nguyễn Vũ Trụ, người thực hiện chương trình cùng học cùng tu trong suốt hơn 19 năm qua. Kính chào tinh tấn toàn thể tất cả quý đồng hương và Phật tử miền Bắc California. Kính thưa quý vị, mỗi năm vào tháng 7, mùa Vu Lan, tất cả các chùa và tự viện tại vùng Bắc Cali cũng như trên toàn thế giới đều hân hoan tổ chức lễ Vu Lan cho toàn thể quý Phật tử các chùa cũng như các tự viện. Thì là một Phật tử, một thành viên Phật tử tại vùng Bắc Cali, mỗi năm tôi đều đến dự lễ Vu Lan tại chùa Đại Nhật Như Lai. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì đạo Phật là đạo hiếu, cho nên lễ Vu Lan là lễ của tất cả chư Phật tử nam nữ. Bởi vì nếu chúng ta không có hiếu thảo với cha mẹ thì chúng ta không thể là Phật tử. Và đạo Phật là đạo hiếu, cho nên Đức Phật luôn luôn nâng cao cái tình hiếu nghĩa của con người, của Phật tử chúng ta đến toàn thể cha mẹ, ông bà, anh chị em. Ngày lễ Vu Lan, thật sự mà nói, tôi rất luôn luôn trân trọng
và cảm động bởi vì ngày rằm tháng 7 là ngày giỗ của mẹ tôi đã mất hơn 20 năm qua. Tôi cũng như tất cả các bạn, các Phật tử, ai đã cài hoa trắng thì biết rằng mình vĩnh viễn không còn mẹ. Và nhìn những người được cài hoa hồng, chúng ta thấy họ có một hạnh phúc, một diễm phúc nhất trên đời là tình mẹ, tình cha còn. Hôm nay xin mời toàn thể quý đồng hương nhân mùa lễ Vu Lan, tất cả quý vị tùy theo thuận duyên đến các chùa và tự viện để chào đón, chúc mừng thọ cho tất cả ông bà cha mẹ, cũng như tụng kinh cầu siêu cho toàn thể vong linh quá giảng cửu quyền thất tổ, thất thế phụ mẫu, hiện tại phụ mẫu và các chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, thập loại cô quạnh hồn được siêu sanh về cảnh giới an lành. Đây là chút lời xin nhắn gửi đến tất cả quý đồng hương. Đạo Phật là đạo hiếu, lễ Vu Lan là cho cả mọi người, không riêng người Phật tử chúng ta. Kính mời quý vị nhín chút thời giờ đến các tự viện để chào đón và chúc mừng lễ tụng ngày Vu Lan thật đông và tưởng nhớ đến công sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, cũng như công ơn của những người đã bảo vệ tổ quốc. Và tất cả chúng ta đối xử nhau với một tình người trong đạo hiếu và tình thân thương của con người trong nghĩa của đạo Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng con sắm sửa trái duyên cũng dường mười phương tam bảo và hiện tiền chư tôn thiền đức chứng minh buổi lễ tuy đơn sơ bất túc nhưng lòng thành kính hữu dư ngưỡng mong trên chư tôn đức từ bi hứa khả cho chúng con được ân triêm công đức. Nam mô Phổ Cúng Dường Bồ Tát, Nam mô Phổ Cúng Dường Bồ Tát, Nam mô Phổ Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Vu Lan tự tưởng đón mừng ngày sinh Phật giáo tưng bừng khắp nơi. Chúng con vừa rồi đã được chư tôn đức ban đạo từ và nhắn nhủ cho hàng Phật tử chúng con làm tròn câu hiếu đạo. Chúng con xin y giáo phụng hành và thành tâm đảnh lễ cúng dường tam bái. Hôm nay con là Du Tăng Thích Minh Tánh được cái nhân duyên được Hòa Thượng Viện Chủ Hòa Thượng Thích Thông Đạt cho phép con chia sẻ Phật Pháp cùng đại chúng. Con cúi lại chư tôn Phật tử từ bi hoan hỷ lắng nghe trừng tâm đế thính tư duy thâm nhập cho con chia sẻ một đôi lời về Phật Pháp. Nam mô A Di Đà Phật. Trong lục hàng Phật tử thọ trai được nghe Chư Tăng Thích Minh Tấn thuyết pháp. Bài thuyết pháp của Chư Tăng Thích Minh Tấn đã lôi cuốn được Phật tử hiện tiền. Những truyền đạt của Chư Tăng như đã in sâu vào tâm khảm của hàng thiện nam tín nữ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng, kính thưa quý Phật tử, thật sự thì con và đã có nhân duyên đến đây đã nhiều lần, nhưng những lần trước thì con qua lễ Phật Đản không phải nhằm mùa Vu Lan báo hiếu. Năm nay thì lại thấy mùa Vu Lan báo hiếu có một cái khởi sắc rất là thành tựu khi toàn thể Phật tử tại nơi đạo tràng ở đây, các nơi đã quy tụ về và nhớ đến hai đấng sanh thành, ơn cha và mẹ. Mùa Vu Lan lại về, không ai bảo ai, tức là người con Phật đều hướng về hai đấng sanh thành hết. Trong kinh Vu Lan báo hiếu có dạy là dầu dây phải cổng cha, dây trái cổng mẹ, đi giáp dòng hòn núi Tu Vi cũng không thể nào trả hết được ơn sanh thành. Mùa Vu Lan năm Phật lịch 2060 lại trở về một lần nữa. Mong rằng quý Phật tử luôn luôn hiếu hạnh, luôn luôn sẽ là người con hiền cháu thảo, và chùa Đại Nhật Như Lai là một mái chùa sẽ che chở cho toàn thể quý Phật tử ấm áp tình người nơi xứ lạ quê người. Chúc một mùa Vu Lan được thành tựu và sức khỏe của quý vị được thân tâm an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính chào quý khán giả và quý Phật tử đã có mặt trên kênh truyền hình hôm nay.
Tôi xin giới thiệu, tôi là Phan Hồng Hoa, pháp danh là Tâm Mai, của đoàn cựu huynh trưởng thuộc trực thuộc đoàn cựu huynh trưởng Huyền Quang của San Jose. Hôm nay nhân ngày báo hiếu, chúng tôi có mặt tại chùa Đại Nhật Như Lai để tỏ lòng nhớ ơn đấng sinh thành, cha mẹ, tử thân, phụ mẫu, để cầu nguyện cho thế giới an bình, chúng sanh dị độ, và để cho các thế hệ trẻ nhìn vào để bắt chước, để nói theo cái gương đại hiệu của Mục Kiền Liên Bồ Tát. Năm nay thì khác hẳn với mọi năm là các bậc sư thầy và quý hòa thượng về dự rất là đông đủ, để trong cái mùa mà từ tử, thì để cầu nguyện cho thế giới hòa bình. Nam mô Vô Lăng Thắng Hội, vô lượng chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng. Hôm nay chùa Đại Nhật Như Lai tổ chức đại lễ Vu Lan, xin thành tâm cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc và quê hương Việt Nam sớm được thoát khỏi ách nạn, quốc nạn và tự do dân chủ, và cha mẹ hiện tiền được phước là thọ tăng long, cha mẹ quá vãng được siêu sanh tịnh độ, và chư nạn nhân tử nạn trong chiến tranh cũng như vượt biên vượt biển sớm được siêu thoát. Thì hôm nay nhân mùa Vu Lan, xin thành tâm cầu nguyện và gửi lời kính thăm tất cả quý thính giả, quý đồng hương Phật tử xa gần, thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường, sở cầu như nguyện. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Xin thành tâm kính chào. Tôi nhìn thấy nụ cười trên môi những ai hạnh phúc được cài hoa hồng màu đỏ, và nét lặng buồn của những ai nhận cài hoa trắng. Chùa Đại Nhật Như Lai, đại lễ Vu Lan năm 2016, Phật lịch 2560. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Biên tập và lời bình Huyền Trân, quay phim và dựng phim Khá Dương, Việt Entertainment thực hiện 2016.